Và để tiếp nối chương trình cũng một tiếng hát nữa rất là khả ái, một tiếng hát mới của trung tâm 3M Entertainment. Xin tất cả vị hướng về sân khấu với nữ ca sĩ đến từ Việt Nam, Lương Bích Hữu. Quý vị ơi, cảm xúc đầu tiên mình muốn mời quý vị cùng lắng nghe được mang tên Mùa Thu. Đứng lên để mà ôm nhau nhảy một điệu rất là lãng mạn.
lời Việt. Hùng sẽ hát hai thứ tiếng dành tặng quý vị được mang tên Bến Thượng Hải. Những ai đang nhảy thì đừng có đi xuống nha, tiếp tục nhảy với Hữu nha. Ok. Thank you.
hai ca khúc này. Nhâm Châu Thiên học cấp đi một mình. Mời quý vị cùng nghe hả? Cảm ơn nhiều. Thank you. Quý vị ơi, những ai thích nhảy thì đứng lên hết nha. Nếu có hứng thì lát nữa Hữu sẽ xuống chính giữa nhảy chung quý vị luôn được không? Bây giờ Hữu hát bài Happy Birthday dành tặng cho Cindy và Kelly được không ạ?
Nào giờ thì hát Happy Birthday. Thank you. Nào giờ hát Happy Birthday tiếng Anh nhiều rồi, bây giờ Hữu hát Happy Birthday tiếng Hoa được không? Yes. Bắt đầu nha. Anh và Hoa luôn nha. 2, 3, mọi người cùng hát nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 祝你生日快乐. 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 Wow, chúc hai người đẹp luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ok. Và đặc biệt là ngày hôm nay cũng là một party tổ chức sinh nhật cho một người rất là đặc biệt, đó là chị Michelle. Michelle Lee. Happy birthday chị. Chúc cho chị luôn được quý vị khán giả ở đây đến chơi cùng với lại ba em, và ba em càng ngày càng thành công hơn và luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc. Bây giờ thì không có thời gian, bây giờ tiếp tục một ca khúc nữa rất là sôi động nha, quý vị cùng nhảy nha, học cách đi một mình đó. Lát nữa nhảy nhớ giơ tay lên hết nha, thật là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại sân khấu, nhưng mà thời gian thì bây giờ một có thể lát nữa sẽ trở lại và hát tặng quý vị những ca khúc mà khán giả yêu cầu nữa, được không ạ? Quên Cá Yêu. Yes, quý vị nào muốn nghe Quên Cá Yêu? Thank you. Và bây giờ thì lát nữa lúc mà break time thì Hữu có mang một chút xíu đĩa. Hữu mong là quý vị cũng sẽ ủng hộ đĩa của Hữu, hai album mới nhất của Hữu nha. Thank you rất nhiều và lát nữa gặp. Thank you, xin cảm ơn người ca sĩ Lương Bích Hữu. Một lần nữa, Lương Bích Hữu quý vị.